Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, hôm nay ngày 20 tháng 10, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc kỳ họp thứ tư. Đây là kỳ họp cuối năm về khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung quan trọng, đòi hỏi các đại biểu Quốc hội phải chủ động, tích cực, đóng góp công sức, trí tuệ, trách nhiệm trong từng nội dung Quốc hội xem xét quyết định. Theo kế hoạch thì Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, quyết định kế hoạch phát triển dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 7 luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 7 dự án luật khác. Với hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ dự kiến chất vấn và trả lời chất vấn về 4 nhóm vấn đề trong 2,5 ngày. Tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trong vòng 1 ngày. Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét quyết định về nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác, trong đó có việc tổng kết thực hiện nghị quyết số 54/2017 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 19 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu năm 2022 với mục đích tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý điều hành của nhà nước về quốc phòng an ninh, phát huy vai trò tham mưu của các sở ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh trong xây dựng và tác chiến khu vực phòng thủ. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý giải quyết các tình huống về quốc phòng an ninh xảy ra trên địa bàn, kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu, các khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Đặc biệt, cuộc diễn tập đặt ra yêu cầu cao trong tiếp nhận thông tin và xử lý với tình huống không được chuẩn bị trước. Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, như các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng ý chí quyết tâm, đoàn kết, thống nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Từng vai diễn và từng sở ngành đoàn thể phải chủ động kiểm tra chặt chẽ, tỉ mỉ, chuẩn bị chu đáo các nội dung trước khi thực hiện các nội dung diễn tập. Nghiên cứu, nắm chắc quan điểm đường lối, chiến lược về quốc phòng an ninh của Đảng trong tình hình mới, gắn lý luận về tác chiến khu vực phòng thủ với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương để vận dụng vào giải quyết các tình huống do Ban chỉ đạo diễn tập quân khu giả định, bảo đảm bám sát theo nguyên tắc và phù hợp với thực tiễn địa bàn tỉnh Lai Châu. Nội dung diễn tập thực binh phải tiến hành theo đúng phương án đã được Ban chỉ đạo diễn tập thông qua. Theo kế hoạch, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu diễn ra trong 2 ngày, ngày 19 và ngày 20 tháng 10 năm 2022. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đã tổ chức hội thảo phụ nữ tham chính và khởi xướng sáng kiến trong sự nghiệp phát triển đất nước. Hội thảo tổ chức đúng dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 để nhìn lại kết quả thúc đẩy bình đẳng giới trong các cơ quan công quyền tại Việt Nam. UNDP đánh giá cao nỗ lực và những bước tiến khá xa của Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, nhất là trong các cơ quan công quyền. Việt Nam hiện xếp thứ 83 trong số 146 quốc gia về chỉ số chênh lệch giới. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa 15 hiện nay là 30,26%, cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Ngoài ra, Việt Nam còn đặt ra những mục tiêu khá tham vọng như đến năm 2030, bao gồm 35% nữ đại biểu trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, ít nhất 20% đến 25% thành viên của các cấp ủy đảng các cấp. Tuy nhiên, UNDP cũng đánh giá, thực tế sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị, nhất là cấp địa phương, vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn. Việt Nam chỉ còn 3 năm nữa để đạt được mục tiêu 60% cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ vào năm 2025 và tăng tỷ lệ này lên 75% vào năm 2030. Vì thế Việt Nam phải có những chính sách nỗ lực gấp đôi vì bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Thưa quý vị, với người cao tuổi, quá trình lão hóa diễn ra ngày càng nhanh nên hệ miễn dịch trong cơ thể sẽ bị suy giảm. Do đó, người cao tuổi sẽ mắc các bệnh lý như là tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, tai biến mạch máu não, suy yếu về thể trạng theo thời gian. Những bệnh lý nền này sẽ ngày một nặng hơn nếu người cao tuổi không có sức khỏe tinh thần tốt. Tuổi cao, sức yếu, người cao tuổi cần được chăm sóc sức khỏe chu đáo từ y tế đến gia đình. Và hiểu được điều đó, thời gian qua, Hội Người cao tuổi các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều chương trình hoạt động chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Mới đây, ông Ma Diếu, 68 tuổi, ở bản Hợp 2, xã Giào San, huyện Phong Thổ, cùng nhiều hội viên người cao tuổi trong bản, đưa các y bác sĩ của phòng khám đa khoa khu vực Giào San và đồn biên phòng về địa phương khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, điều kiện đi lại xa xôi nên tôi ít khi đi khám sức khỏe. Tôi được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán bệnh miễn phí nên được biết tình trạng sức khỏe của mình. Tôi mong hoạt động này được duy trì thường xuyên để những người cao tuổi vùng sâu vùng xa như tôi được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Không chỉ giúp những hội viên có hoàn cảnh khó khăn như ông Diếu được khám bệnh, chăm sóc sức khỏe miễn phí, Hội Người Cao Tuổi các cấp còn xây dựng nhiều chương trình, hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên. Hiện nay toàn tỉnh có 205 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, 25 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với hơn 4.600 thành viên. 25 câu lạc bộ đã cho 374 thành viên nghèo vay vốn, số tiền trên 1,6 tỷ đồng để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Vốn thu nhập được và đã cho 9 thành viên vay để làm ăn về bên chăn nuôi rồi buôn bán trong ban chủ nhiệm với lại các đoàn thể vẫn thường xuyên là đến để thăm hỏi và xem về cái kết quả làm kinh tế của các gia đình thì nhìn chung là cái hiệu quả đã có và các gia đình đó đã có một cái sự là vượt khó khăn lên được tương đối tốt. Những năm qua, bên cạnh tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ, Hội Người Cao Tuổi các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của hội viên. Từ đầu năm đến nay, Hội Người Cao Tuổi các cấp đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 916 người cao tuổi, trong đó có hơn 140 người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên. Toàn tỉnh có gần 16.200 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ và hơn 22.900 người cao tuổi có sổ theo dõi sức khỏe. Riêng trong tháng hành động vì người cao tuổi, các cấp hội đã dành gần 500 suất quà để thăm hỏi động viên những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi neo đơn không nơi nương tựa. Tổ chức thăm hỏi nhân các ngày lễ ngày Tết, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và lập sổ theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo cái điều kiện cho người cao tuổi được phát huy vai trò trong việc tham gia xây dựng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và xây dựng tổ chức hội ở cơ sở. Theo các bác sĩ, để có sức khỏe ổn định, người cao tuổi nên chủ động duy trì những thói quen sinh hoạt lành mạnh như tập luyện thể dục hàng ngày, chăm sóc vườn tược để tạo niềm vui nhỏ trong cuộc sống, giúp người cao tuổi có sức khỏe tinh thần tốt hơn. Ngoài ra, bên cạnh nhân viên y tế, người thân trong gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là về tinh thần. Thưa quý vị, xã Mù Cả là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Tè. Những năm vừa qua, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã giúp toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thấm nhuần tư tưởng của Bác về chăm lo đời sống cho nhân dân. Từ đó, trình độ của cán bộ, đảng viên được nâng cao rõ nét. Đời sống vật chất tinh thần của người dân cũng có những bước phát triển đáng kể. Xã Mù Cả hiện có 12 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ bản, 3 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ y tế, gồm 238 đảng viên. Thực hiện theo từng chuyên đề hàng năm, cán bộ đảng viên trong xã không chỉ đăng ký việc học tập mà còn nỗ lực làm theo Bác và đạt nhiều kết quả, nhất là việc cải cách thủ tục hành chính. Người dân mỗi khi đến giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Cán bộ của xã được đào tạo về công nghệ thông tin, chỉnh đốn về tác phong, lề lối làm việc, cách tiếp công dân. Cán bộ đảng viên trong xã cũng thường xuyên xuống cơ sở, nắm bắt, hiểu được tâm tư nguyện vọng của bà con dân bản, tuyên truyền người dân, xóa bỏ hủ tục, phát triển kinh tế, thay đổi cuộc sống. Cán bộ xã còn xuống giúp người dân phát triển sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, cách phòng chống sâu bệnh cho cây trồng vật nuôi đạt hiệu quả. Để triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Mù Cả đã ban hành kế hoạch, Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt tới các chi bộ và các chi bộ đã ban hành các kế hoạch để học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Hai là
các đảng viên trong các chi bộ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Và hàng năm việc quán triệt tổ chức tới các đảng viên thì được triển khai rộng rãi tới các đảng viên và nhân dân ở trong xã. Hàng năm để việc học Bác đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xã đã đưa các giống cây trồng vật nuôi có chất lượng vào thay thế các giống cũ, vận động bà con tích cực khai hoang đất sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hiện nay cuộc sống người dân từng bước đi lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 46%, thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng một người một năm. Không chỉ tập trung vào đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã còn chăm lo đến công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe của người dân. Trường học được xây dựng, đầu tư trang thiết bị, tạo được sân chơi, môi trường lành mạnh để học sinh an tâm trong học tập. Bà con dân bản được chăm lo đến sức khỏe, được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Cán bộ trạm y tế thường xuyên đến các bản thăm khám, cấp thuốc và phòng chống dịch bệnh cho người dân. Tại các chi bộ bản, nhờ tích cực học Bác mà đời sống vật chất tinh thần của người dân cũng được nâng lên rõ rệt. Nhiều chi bộ 3 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh. Trong 3 năm liên tiếp, chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Qua đó, chi bộ đã học tập các nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, phát triển mục tiêu kinh tế phát triển thôn mới trong bản. Bên cạnh đó, các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai sâu rộng, truyền thống văn hóa được khôi phục và giữ gìn. Xã nhiều năm liền được công nhận xã không ma túy. Xã còn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Trung bình mỗi năm kết nạp được 14 quần chúng ưu tú vào đảng. Để việc học Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, cán bộ và đảng viên trong xã cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc học và làm theo Bác để quần chúng noi theo, quan tâm đến phát triển kinh tế, chất lượng đời sống người dân, tăng cường giao lưu văn hóa, đảm bảo an ninh quốc phòng. Từ đầu năm đến nay, huyện Than Uyên đã tiếp tục triển khai thực hiện tốt các liên kết, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống như nghị quyết số 07-2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để phát triển nuôi ong với số lượng gần 1.900 đàn ong, hỗ trợ phát triển nuôi 600 thùng ong, hỗ trợ hai hợp tác xã trồng chanh leo với diện tích là 35 ha, đạt 100% kế hoạch, hỗ trợ sản xuất lúa hàng hóa tập trung trên 210 ha, hỗ trợ nuôi 150 lồng cá, trồng mới 364 ha rừng, vượt kế hoạch 214 ha, trồng mới 150 ha chè. Từ nay đến cuối năm, huyện Than Uyên sẽ tiếp tục đề ra một số giải pháp như đẩy mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ động làm việc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng hành cùng các nhà đầu tư, tập trung triển khai dự án liên kết của doanh nghiệp với nhân dân, nhất là các doanh nghiệp tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư nông nghiệp năm 2021. Thúc đẩy liên kết phát triển các cây trồng thành vùng lớn như dứa, chanh leo, ngô ngọt sản lượng cao, cải chân vịt. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách thực hiện đề án, nghị quyết trọng điểm, đẩy mạnh giải ngân nguồn kinh phí thực hiện các chính sách lĩnh vực công nghiệp năm 2022. Tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP, tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu 7 sản phẩm được công nhận đợt 2. Đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã, xây dựng các hợp tác xã đầu tàu liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP. Hiện nay toàn tỉnh có gần 9.000 ha chè, trong đó diện tích chè kinh doanh gần 7.000 ha. Diện tích chè tham gia liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên 5.700 ha, chiếm khoảng 64% diện tích. Đặc biệt, toàn tỉnh có 21 ha chè được cấp giấy chứng nhận theo các quy trình kỹ thuật an toàn. Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm chè của huyện Tân Uyên và huyện Tam Đường. Toàn tỉnh có tổng số 92 cơ sở chế biến chè, gồm 23 công ty doanh nghiệp, hợp tác xã, 69 cơ sở chế biến nhỏ lẻ. Một số doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chè Tam Đường, Công ty Cổ phần Trà Than Uyên, Công ty Cổ phần Chè Hồng Đức đã đầu tư công nghệ chế biến sâu, có sản phẩm xuất khẩu ra thị trường Đài Loan, Trung Quốc, châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, các đơn vị cũng đang hướng đến kênh nội tiêu đưa vào chuỗi các siêu thị lớn trong cả nước.
Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền các chính sách bảo hiểm y tế, nên từ đầu năm đến nay, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã tăng thêm gần 20.000 người, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt trên 453.500 người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 73,7% tháng 7 năm 2021 lên gần 86% vào cuối tháng 9 năm nay. Thời gian tới, để người dân hiểu được các chính sách và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trực tiếp và linh hoạt các hình thức khác nhau như ký kết quy chế, kế hoạch, chương trình phối hợp với nhiều đơn vị liên quan, mở rộng phát triển hệ thống mạng lưới đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phát thanh lưu động bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số, tuyên truyền trực quan bằng pano áp phích, băng rôn, phát hành tờ gấp tới nhân dân. Qua đó giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao thêm nhận thức, thêm hiểu, tin tưởng và tham gia vào chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Thưa quý vị, tại Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 năm 2022 vừa diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên, cùng với các hoạt động văn hóa thể thao, thì đoàn nghệ thuật quần chúng dân tộc Giao của tỉnh Lai Châu cũng tham gia dự thi các tiết mục văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống qua phần thể hiện của các nghệ nhân, các diễn viên quần chúng đến từ huyện Tam Đường. Đến với ngày hội, đoàn Lai Châu tham gia chương trình văn nghệ với chủ đề Ngày hội của bản. Chương trình tập trung giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của nhóm dân tộc Giao đầu bằng ở huyện Tam Đường. Sau đây sẽ là phóng sự ghi lại những hình ảnh ấn tượng của đoàn tại ngày hội. Mở đầu chương trình là phần hát nghi lễ được trích trong lễ hội cấp sắc hay lễ tú cải. Tiếp đó là các tiết mục, bài múa, vũ điệu, bản giao, hòa tấu nhạc cụ dân tộc Giao với tựa đề Hội bản, hát giao duyên đối đáp, hẹn hò đêm trăng. Hát giao duyên là hình thức sinh hoạt văn nghệ không thể thiếu trong mỗi dịp cưới hỏi hay hẹn hò của những chàng trai cô gái dân tộc Giao. Em rất là vui và rất là vinh dự cái hôm nay rất là đến từ Lai Châu đến đây để có dự cái lễ hội truyền thống dân tộc của năm 2022 thì là dân tộc đấy với dân tộc của em thì mang cái tính chất là trước cái đoạn giao duyên có đêm trăng rằm để hát giao duyên để giao lưu với các một số dân tộc để cùng một số dân tộc để hiểu biết cái tính dân tộc của bọn em và cái phong tục tập quán của dân tộc Lai Châu. Trang phục chính là biểu hiện rõ nhất cho thấy sự giống và khác nhau giữa hai ngành và bốn nhóm đồng bào dân tộc Giao, gồm Giao đỏ, Giao khâu, Giao tiển và Giao đầu bằng. Với trang phục nghi lễ của nam giới dân tộc Giao đầu bằng là bộ trang phục thường được các thầy cúng mặc trong nghi thức chay sấy, nghi thức rơi đài trong lễ hội tủ cải. Bộ trang phục với gam màu chủ đạo là màu đỏ, bên trong là chiếc áo màu đen cộc tay, cổ đứng 3 phân, tà dài qua gối, được trang trí và thêu thùa nhiều hình tượng hoa văn, muôn thú như hình con chim, ngựa, rồng, hình cây thông, hình quả chám, vân vân để phân biệt giữa các phái với nhau và cũng là để phân biệt thứ hạng của các thầy cúng. Còn đối với bộ trang phục cô dâu ngành giao tiển có gam màu chủ đạo là màu đen, áo dài qua gối và xẻ tà hai tấm tạo sự năng động uyển chuyển. Phần cổ áo và hai ống tay được nẹp thêm nhiều vải màu như cam, xanh dương, xanh lá, màu vàng tạo điểm nhấn cho phần tay áo. Phần cổ áo được đính những sợi bông len nhiều màu tạo sự cuốn hút. Sự khác biệt rất lớn so với trang phục ngày thường là chiếc kiềng đính kèm với sợi xà tích và ba tấm bạc mỏng cùng với các quả nhạc tạo sự sang trọng của cô dâu trong ngày cưới. Đến với Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 lần này, đoàn Lai Châu bọn em muốn mang đến với Thái Nguyên một hình ảnh, một bản sắc dân tộc Giao rất là đặc sắc. Ở Lai Châu thì có hai ngành và bốn nhóm. Bọn em đã mang đến đây đủ cả hai ngành và bốn nhóm để mang đến với mọi người, không chỉ là ở đất Thái Nguyên mà muốn lan tỏa với cả đồng bào cả nước. Em muốn hình ảnh của Lai Châu được lan tỏa rộng hơn, muốn mọi người muốn lên tìm hiểu về con người và mảnh đất trên Lai Châu. Trang phục nam giới của ngành Giao đỏ trong lễ cưới có quần làm bằng vải nhuộm chàm, ống chân què. Áo tứ thân có cổ đứng 5 phân, gồm có 4 túi, áo được cài bằng cúc vải. Trên cổ áo và hai bên sườn cúc áo được nẹp thêm vải đen tạo độ cứng cáp cho chiếc áo. Hai hàng cúc và 4 túi áo được đính bằng các chuỗi hạt cườm với nhiều gam màu. Trên người chú rể cũng khoác lên mình hai tấm vải màu đỏ được vắt chéo trước ngực qua vai ra đằng sau với ý nghĩa được bình an, may mắn và hạnh phúc của hai vợ chồng. Trang phục ngày thường của phụ nữ dân tộc Giao đỏ, áo của người phụ nữ Giao đỏ ở Lai Châu là áo dài đen buông qua gối, dọc hai bên nẹp áo từ cổ xuống eo được thêu các đường nét hoa văn hình chữ thập,
xen lẫn là các đường chỉ kim tuyến chạy song song với nẹp áo. Phía ngoài cùng của nẹp áo được gắn các chuỗi hạt cườm, điểm xuyến xen kẽ các quả bông len nhiều màu. Tất cả các chi tiết đường nét được sắp đặt hòa hợp với nhau như một bức tranh thổ cẩm đa sắc màu. Quần của người phụ nữ Dao Đỏ cũng được thêu nhiều hàng hoa văn khác nhau bằng 7 màu chỉ trên nền vải bông thô, đen, hết sức tinh tế và tỉ mỉ. Theo quan niệm của người Dao Đỏ, bộ tóc trên đầu người phụ nữ rất quan trọng, không được tùy tiện để đầu trần. Chính vì vậy, thường ngày, người phụ nữ Dao Đỏ sử dụng khăn quấn kín đầu. Các cái hoạt động mà bà con nghệ nhân tham gia đối với ngày hội lần này, nó thể hiện được những cái nét văn hóa đặc sắc tiêu biểu của đồng bào Dao Đồng Bằng tại huyện Tam Đường. Do đó mà cũng đã phần nào phản ánh được những cái nét văn hóa tiêu biểu mà bà con vẫn còn đang bảo tồn và phát huy. Tham gia ngày hội lần này, bà con rất vui mừng và phấn khởi. Chính sự vui mừng của bà con là cái thành công lớn của đơn vị chúng tôi khi mà đưa bà con tham gia chương trình lần này. Khép lại hội thi văn nghệ quần chúng dân tộc Dao toàn quốc lần này, ấn tượng đọng lại không chỉ để các thí sinh thể hiện tài năng diễn xuất của mình qua lời ca tiếng hát và trình diễn những bộ trang phục truyền thống đa sắc màu, mà còn là dịp để các nghệ nhân, diễn viên được giao lưu học hỏi kinh nghiệm, đồng thời là dịp để tôn vinh, gìn giữ nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao cả nước nói chung và các nhóm dân tộc Dao ở Lai Châu nói riêng. Chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.